hello, xin chào tất cả bạn quay trở lại kênh YouTube của Chola Channel. Và ngày hôm nay mình sẽ đến cho các bạn một bộ sản phẩm mới, một bộ sản phẩm rất là hữu ích cho những bạn nào có những cái căn nhà rộng, những căn nhà mà có kính và nhà cao tầng mà chúng ta sẽ không thể lau chùi nó thường xuyên, hoặc là chúng ta sẽ không thể trèo lên cao để mà lau cái tấm kính của nhà chúng ta, vì trèo lên cao thì chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta khi mà chúng ta lau kính vệ sinh lớp kính của chúng ta. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến cho các bạn bộ sản phẩm và chính là chiếc robot lau kính có tên là X6, mang thương hiệu Betchert nha các bạn. Và chiếc bộ sản phẩm này rất phù hợp cho những bạn nào đang gặp trục trặc trong cái vấn đề mà chúng ta phải lau kính thường xuyên, hoặc là chúng ta sẽ lau kính ở nhà cao tầng, chúng ta không bất tiện để mà trèo lên để mà vệ sinh tấm kính của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ đến cho các bạn bộ sản phẩm này rất là hữu ích cho các bạn đó. Thì ok, không làm mất thời gian của bạn nữa, bây giờ mình sẽ tiến hành unbox bộ sản phẩm đầu ra, xem bên trong bộ sản phẩm này gồm có những gì, và mình sẽ thử lau cái tấm kính tại đây cho các bạn xem bộ sản phẩm này hoạt động như thế nào nha các bạn. Ok, và đây là bộ sản phẩm của chúng ta, mình sẽ tiến hành mở hộp bộ sản phẩm này ra. Đây chính là chiếc robot lau kính mang tên X6 đến từ thương hiệu Betchert, một thương hiệu rất là nổi tiếng trong ngành robot hút bụi và lau nhà. Đây chính là bộ sản phẩm chính của chúng ta. Các bạn có thể chiêm ngưỡng được cái thiết kế của bộ sản phẩm này. Đây, rất là gọn nhẹ, đẹp, màu trắng, rất là mình nhìn thấy một cái bộ sản phẩm này rất là gọi là trang nhã nha các bạn. Đồng thời bộ sản phẩm này, cái robot hút bụi Betchert X6 này, robot hút bụi lau kính này, thì nó còn được trang bị thêm một cái mắt, một cái miếng mắt để chúng ta có thể treo robot lên khi mà nó làm việc. Trong trường hợp nhà chúng ta là cửa kính cao tầng thì mình để an toàn, trong trường hợp mà có trục trặc gì đó xảy ra thì robot sẽ không rơi được nhờ vào cái sợi dây này. Còn không thì chúng ta cũng không cần phải treo lên, cứ để như thế này cho nó hoạt động. Thì đây là chính là robot lau kính của chúng ta, X6. Phía mặt trước của nó thì là một cái miếng lồi lên để chúng ta cầm nắm dễ dàng. Các bạn có thể thấy thiết kế của nó rất là lạ mắt này. Bên hông của nó thì nó có hai cái bánh xe chạy bằng bánh răng này, các bạn có thể thấy này, đó, bánh răng. Đây là cái thảm lau của nó, chúng ta có thể lột ra vệ sinh nó khi mà chúng ta lau nhà xong, lau kính xong đó, các bạn có thể lột ra. Ở dưới này nó sẽ là cái lực hút. Với con robot này sẽ có lực hút là 2800 Pascal nha các bạn. Rất là mạnh, một cái lực hút mạnh hơn các con robot hút bụi mà lau nhà. Rồi, đây, bây giờ mình sẽ lắp lại. Đó, các bạn sẽ lắp như thế này. Mặt trên của robot lau kính này thì chúng ta sẽ có một cái cổng này. Cổng này chúng ta sẽ dùng để cắm cái dây sạc, hoặc là chúng ta sẽ vừa làm cho nó làm việc vừa sạc cũng được. Đây là cổng công tắc để bật tắt con robot lên. Đó, thì robot có hoạt động bằng pin, công suất rất là mạnh nên tiếng ồn rất là cao. Đó, trạng thái đang ready là đang hút này, đang hút, và hút rất là mạnh các bạn. Đó, để tắt nó đi. Đó, đây chính là robot lau kính của chúng ta. Rồi, bên trong bộ sản phẩm thì ngoài ra thì nó sẽ còn có một số thứ như sau. Đây là một cái hộp, bên trong hộp này sẽ chứa những cái linh kiện đi kèm như sau. Một cái remote điều khiển, chúng ta sẽ điều khiển lên xuống trái phải, bật cho nó hoạt động, hoặc là lúc này, và một số tính năng khác, tắt bật robot, vân vân. Tiếp theo là cái dây sạc để cắm vào cái nguồn adapter, chuyển đổi nguồn điện 220V sang cái nguồn điện này, sẽ thông số thế này nào. Robot có nguồn điện đầu vào là 240V, đầu ra sẽ là 24V nhé các bạn, đầu ra của robot sử dụng sẽ là 24V. Rồi, thì những cái dây này chúng ta sẽ ráp lại như sau. Mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đây này, đây, các bạn sẽ phải lắp nó như thế này. Chúng ta chỉ cần lắp vào đầu này, lắp vào cái nguồn adapter của cái con robot. Đầu còn lại thì các bạn cắm trực tiếp vào con robot cũng được, hoặc là các bạn có thể nối dài dây ra, nó sẽ tạo thêm một cái cổng để mà chúng ta nối dài cái dây sạc này ra, khi mà chúng ta có thể cho robot vừa dùng vừa làm việc. Khi mà trên các nhà cao tầng thì chúng ta vẫn có thể cấp điện cho nó trong trường hợp các bạn muốn vừa sạc vừa dùng.
Còn ngoài ra thì robot này có thể làm việc liên tục trong vòng 30 phút nhé các bạn, tại vì nó có pin sẵn. Và chúng ta vừa cắm sạc vừa cho làm việc cũng được luôn. Cắm dây dài ra, nối dài ra, chúng ta sẽ cắm thành như thế này. Đó, dây rất là dài. Ok. Và tiếp theo, trong bộ sản phẩm của chúng ta thì còn có một cái miếng chổi. Không phải miếng chổi, miếng khăn lau. Miếng khăn lau này bằng bằng vải cotton các bạn ạ. Khá là mềm đấy các bạn. Tức là em sẽ cái miếng cotton này sẽ không có thể làm cho cái mặt kính của chúng ta bị xước được. Ok. Và tiếp theo là một số tờ giấy cũng như là sách hướng dẫn của đi kèm theo cái robot lau kính này. Và đó là toàn bộ sản phẩm của chúng ta. Các bạn có thể thấy đây, mình sẽ cho các bạn xem toàn bộ sản phẩm của chúng ta gồm có các thành phần như sau. Đây, cái robot của chúng ta rất đơn giản, gồm một cái tay điều khiển, một cục nguồn adapter và một chiếc robot. Ok, và bây giờ mình sẽ cắm điện vào, sau đó cho robot làm việc thử cho các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành cắm cái cục nguồn, cái đầu nguồn điện này vào nguồn điện 220V của nhà mình. Đây, mình cắm vào đây, các bạn có thể thấy này, cắm nguồn điện này vào đây. Đó, mình sẽ để cái nguồn điện này, nguồn áp cho xuống. Và các bạn có thể thấy là nó sẽ hiện bóng đèn là battery nó đang sạc. Đó, nó sẽ báo lên. Mình sẽ để nguyên như thế này và mình cho nó hoạt động luôn. Bằng cách là mình sẽ bật cho nó lên, để nó lên kính và bật cái công tắc lên. Đó. Rồi các bạn đợi một xíu, rồi nó hút mạnh lên, nó các bạn thả ra nha. Không cần phải, nếu mà chúng ta kính ở của căn nhà của chúng ta thấp thì chúng ta cũng không cần phải cột này. Nếu các bạn yên tâm thì các bạn có thể cột cái này lên một cái gì cao đó, trong trường hợp nào bất chắc thì một trường hợp nào đó không may mà robot rơi xuống thì có còn cái này để đỡ lại con robot. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cho robot làm việc bằng cách bấm cái nút ở trên này. Đó, các bạn có thể thấy là robot của chúng ta đang hoạt động rất là hay và thú vị, đúng không các bạn? Rồi một hồi các bạn sẽ thấy tâm kính của mình sẽ sạch trơn. Chúng ta có thể trang bị một cái nước lau kính nào mà phù hợp với căn nhà của chúng ta, hoặc là nước lau kính nào tốt cũng được. Như mình thì mình sẽ trang bị nước lau kính này, mình đã mua ở một cái cửa hàng mini top nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành xịt nó lên để cho robot của chúng ta lau tốt hơn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó hoạt động. Đó. Mình sẽ rút cái cục nguồn cấp điện để cho robot để cho nó hoạt động. Pin yếu à?
Ok, các bạn có thể thấy được là robot, chú robot lau kính X6 Lectures này đang làm việc và nó rất là sạch nha các bạn, hút rất là sạch. Các bạn có thể thấy được là đây, mình sẽ cho các bạn thấy này, tấm kính của chúng của mình này, khi mà đã lau qua này, cực kỳ sạch các bạn ơi, này cực kỳ sạch á. Đây mình mới lau lớp ngoài, còn lớp ngoài bên kia xíu nữa mình sẽ lau. Và cái vết bẩn này thì robot không thể lau được, bởi vì là đây là cái nước vôi khi mà cái máy lạnh của mình nó chảy ra. Các bạn có thể thấy này, máy lạnh của mình nó chảy ra thì nó sẽ chảy cái lớp vôi ở trên tường này ra và nó rỉ xuống đây. Và các bạn biết đó, nước vôi thì nó rất là bám, rất là ghê rồi. Mình cạo không hết này, này các bạn có thấy đây. Mình sẽ cạo tay cho mình, các bạn có thể thấy này, cạo không ra này, thấy không? Thì cái này robot sẽ không thể nào mà lau được nhá. Những cái mà bám đến lúc mà tay mình cạo, mình đẩy ra còn không ra được này. Thì những cái nước vết bám như này robot không thể nào mà lau được các bạn ạ. Và các bạn có thể thấy được là cái tấm kính khi mà robot đã làm việc qua này rất là sạch, mình thấy rất cực kỳ sạch. Chiếc robot này rất là đáng tiền nha các bạn. Ok, robot lau kính Lectures X6 của chúng ta đang hoạt động thì các bạn tuyệt đối không được bật công tắc nha các bạn, tức là không được tắt cái công tắc đi. Tức là nếu mà chúng ta muốn nó ngừng hoạt động thì chúng ta sẽ một là bấm cái nút trên cái tay điều khiển này nó dừng lại này, các bạn nhìn thấy không? Đó, bấm nút tá nó dừng lại. Sau đó các bạn sẽ một tay giữ, các bạn sẽ một tay giữ vào đây và một tay tắt công tắc đi. Đó, thì khi vào chú robot của chúng ta hết kêu nó, tức là ngừng hoạt động đấy, thì các bạn lấy ra, chứ các bạn không được làm như thế này, chứ các bạn không được là tắt công tắc và không có giữ, thế là làm rơi con robot của chúng ta đó, các bạn có thể thấy. Và các bạn có thể thấy được là cái miếng thảm lau của Lectures X6 của chúng ta chuyển đổi từ màu sạch, màu xám xám sạch này, bây giờ nó đã bẩn này, các bạn có thể nhìn thấy góc cạnh không, rất là bẩn. Và chúng ta khi mà bẩn như thế này thì chúng ta sẽ phải tháo cái miếng này ra và đem đi giặt vệ sinh nó. Đây, mình sẽ tháo cái tấm miếng này ra cho các bạn xem và đem chúng đi giặt. Vì mình vừa quay phim vừa tháo một tay nên rất là hơi khó một xíu. Ok, và chúng ta sẽ phải mang cái tấm miếng lau này đi để vệ sinh chúng. Ok, các bạn có thể thấy đấy, chiếc robot lau kính Lectures X6 này làm việc rất là hiệu quả đúng không các bạn? Nút cao với 2800 Pascal làm cho những cái vết bẩn trên cái tấm kính của mình đã được đánh bẩn, và cái tấm thảm lau, miếng lau nhà lau được dính trên cái tấm kính, tấm được dính trên cái robot Lectures X6 này cũng đã bẩn rồi, và các bạn có thể thấy này. Khá là bẩn rồi đó. Và để chúng ta lau kính có hiệu quả hơn, sạch sẽ hơn thì chúng ta sẽ phải thay cái miếng này ra, lấy miếng mới, hoặc là chúng ta sẽ phải vệ sinh nó, sau đó là cho chú robot chúng ta làm việc trên cái tấm kính, thì nó khi đó thì tấm kính của chúng ta sẽ được sạch hơn, sáng hơn, bóng hơn. Ok, và cuối cùng video của mình tới đây là hết. Thì mình hy vọng cái bộ sản phẩm này sẽ giúp ích cho những bạn nào đang gặp vấn đề về cái căn nhà, hoặc là những cái tấm kính của chúng ta, có những nhà tấm kính của chúng ta, hoặc là những căn nhà của chúng ta có nhiều tấm kính, thì chúng ta có thể đây là một giải pháp giúp cho những bạn đó bớt phải trèo lên cao để lau kính này, hoặc là bớt phải lau kính bằng tay.
cho chú robot NHX6 này lâu, tiện hơn, khỏe hơn. Và chúng ta chỉ việc ngồi dưới và bấm remote chỉnh là được cái chúng ta hoàn toàn sạch bóng. Ok, video của mình tới đây hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký để ủng hộ kênh YouTube mình nhé. Xin chào.